chân tướng của những sự lý này chúng ta không thể không hiểu rõ, không thể không sáng tỏ. Táo thần là có thật, quyết không phải giả. Không những táo thần, ở trong một gia đình quỷ thần rất nhiều. Cửa có thần cửa. Các vị nếu như thử xem lễ ký, bạn sẽ hiểu được, hóa ra là mỗi một căn phòng, ở trong mỗi một góc đều có quỷ thần cư trú. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, người không có nhìn thấy, nhưng quỷ thần thấy rất rõ ràng. Triều Minh Du Tịnh Ý cư sĩ Ngộ Táo Thần Ký. Bài văn này là do đồng hương của ông ghi chép, thảy đều là sự thật. Bài văn này in kèm thêm vào phần sau của Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần, cũng giảng rất cặn kẽ, có thể làm tham khảo. Gặp táo thần không chỉ có một mình Du Tịnh Ý. Chúng ta vào thời xưa, ở trong bút ký của cổ nhân, nhìn thấy rất nhiều. Bài văn này nó viết tường tận nhất, viết xuất sắc nhất. Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu hành. Người có học, người tu hành luôn luôn tự mình cho rằng rất lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất là tuyệt vời. Mỗi ngày đều làm một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy. Thế nhưng cả đời nghèo cùng, thất vọng, tự mình cho rằng mình cũng hành thiện, chưa hề làm qua việc ác gì. Sao ông trời giáng cái quả báo này, thật không công bằng. Táo thần rất từ bi. Táo thần biết ông là người có học, chỉ dạy ông, ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, vậy nên mới thị hiện. Nói với ông, hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩa của ông quá ác. Ác ý, bản thân bạn không thể phản tỉnh, bởi vì bạn ý niệm ác, ác ý, nên thiện mà bạn làm đều không phải chân thật, đều không phải thật. Cho nên trời đất quỷ thần giám sát, bạn từ mùng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp không có một việc thiện nào là thật, toàn là giả, phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Giả thiện không phải chân thiện. Táo thần báo cho ông điểm này, ông mới chợt nhận ra, ông mới thật sự hiểu ra. Người tạo tác ác nghiệp không sợ, chỉ sợ là không thể quay đầu, chỉ sợ là không thể giác ngộ. Chịu quay đầu, chịu giác ngộ đều được cứu. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều cùng một đạo lý. Hiện nay kiếp nạn hiện tiền, mọi người đều biết. Kiếp nạn này có cứu được không?
chắc chắn cứu được. Bắt đầu cứu từ đâu vậy? Bắt đầu cứu từ nhân tâm. Bắt đầu cứu từ trong tâm của mình. Tâm của mình nhất định phải làm một cuộc chuyển đổi. Đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, liền được cứu ngay. Hy vọng mọi người chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực, phải sửa chữa lỗi lầm. Không những bản thân được độ, còn giúp đỡ được người khác. Đây mới là công đức cực lớn. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin xem Cảm ứng thiên câu thứ 13. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỹ, tiểu tắc đoạt toán. Kỳ quá đại tiểu, hữu số bách sự. Dục cầu trường sanh giả, tiên tu tỳ chi. Hai câu này là tổng kết của đoạn quỷ thần giám sát này. Hôm qua nói đến táo thần, vô tình ý cư sĩ ngộ táo thần ký. Mấy câu nói mà táo thần nói cho ông rất đáng để chúng ta cảnh giác. Tật xấu mà ông phạm cũng chính là tật xấu mà bản thân chúng ta hiện nay phạm. Tật xấu mà mình phạm, chính mình thật sự không biết, luôn cho rằng điều mình nghĩ, điều mình nói, điều mình làm đều là đúng, người khác đều là sai. Cái vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cái này ở trong Phật Pháp chính là mê hoặc điên đảo. Trong Kinh Phật nói đến chỗ nghiêm trọng là nhất xiển đề. Đây chính là người nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, nghĩa là không có thiện căn. Phật, Bồ Tát đều không thể cứu họ. Họ không biết quay đầu, không biết giác ngộ. Loại nguyên nhân này phải tiêu trừ như thế nào? Chúng ta hãy bình tĩnh mà tư duy, là vẫn phải đọc sách như xưa. Không đọc sách thánh hiền, làm sao có thể giác ngộ? Mê, nói lời chân thật là giống như dũng bùn vậy, càng lún càng sâu, không dễ gì ra được. Đọc sách thánh hiền, hằng ngày gần gũi thánh hiền, huân tập lâu dài, dần dần sẽ giác ngộ. Đây là Trung Quốc từ xưa đến nay. Tại sao người già dạy trẻ con phải đọc sách thánh hiền? Phải đọc kinh Phật. Đạo lý là ở chỗ này. Vô tình ý có thể quay đầu là do nền tảng đọc sách trước đây sâu dày. Người ngày nay nói với họ những lời này, tại sao họ không thể quay đầu? Là do không có cái nền tảng này. Đây là điều chúng ta giác ngộ được sâu sắc. Táo thần nói ông, ý của ông ác quá nặng, chỉ đuổi theo hư danh. Nói cho thật nhiều cũng không cần thiết,
Hai câu này là trọng điểm. Việc thiện mà bạn làm rất nhiều, cũng không phải chân thật. Săn mua danh lợi, cho nên ông nói trời đất quỷ thần hằng ngày đang giám sát, hằng ngày đang theo dõi bạn. Bạn ở trước mặt quỷ thần cầu xin dường như cũng rất khẩn thiết, cũng có một chút bộ dạng thành ý. Nhưng mà bạn đối nhân xử thế tiếp vật thì hoàn toàn không tương ưng với điều mà bạn cầu xin trước thiên thần. Thiên thần từ bi. Trung Quốc trước đây, người có học thông thường đều tin có Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây là ở trong những tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Họ nói Thượng Đế ra lệnh những quỷ thần giám sát thiện ác thế gian này. Họ đến đây để xem bạn, thấy bạn bao nhiêu năm nay chưa hề là một việc thiện chân thật. Những việc thiện mà bạn làm là hùa theo người khác. Hay nói cách khác, người khác không làm, bạn chắc chắn sẽ không chủ động đi làm. Thấy bạn khi một mình nơi chỗ vắng, nhìn thấy niệm tham, niệm dâm, niệm tật đố, niệm hẹp hòi, niệm cao kỷ ti nhân của bạn. Cao kỷ tức là tự cho mình cao, khinh thường người khác. Niệm ức giản kỳ lai là nhớ nghĩ quá khứ, hy vọng tương lai. Niệm trả thù ân oán, những vọng tưởng tạp niệm này của bạn thật quá là nhiều, nói không hết. Đây đều là ác ý. Loại ác ý này ngưng tụ ở trong tâm bạn, trời đất quỷ thần đã ghi chép vào trong hồ sơ rất nhiều rồi. Bạn tránh họa còn không thể tránh được, bạn đến đâu để cầu phước? Mấy câu nói này sau khi nói rồi, vô tình ý, đây mới là đoàn cảnh tỉnh đã đánh thức ông. Ông quỳ xuống trước táo thần, táo thần thì hiện thành một thân người. Ông nói ngài nhất định là thần tiên, ngài biết rõ về tôi như vậy, mong táo giúp đỡ, cầu táo cứu giúp. Ông còn có một niệm, cái tâm này. Người hiện nay nghe đến điều này tuyệt không đếm xỉa đến, cũng không chịu tin, cho rằng là mê tín, tự cho rằng đầu óc của mình là đầu óc khoa học, người thế gian đều không bằng. Họ làm sao tiếp nhận được? Người hiện nay sửa lỗi khó, thật quá khó. Ông còn một niệm, cái tâm hối cải, táo thần đến giúp ông, bảo ông từ nay về sau, phàm là niệm tham, niệm dâm, niệm khách sáo, vọng tưởng tạp niệm, nhất loạt đem nó thu dọn cho thật sạch sẽ. Tôi thường hay khuyên các vị đồng tu, các bạn, chúng ta tu hành, thứ nhất
phải giữ tâm tốt, trong tâm thuần thiện, không có ác. Niệm ác, diệt ác, người ác đều không được phép để ở trong tâm. Chỉ chuyên nhìn thấy chỗ thiện của người khác, chỉ chuyên nhìn thấy chỗ tốt của người khác, thì chúng ta trong đời này sẽ sống trong môi trường thuần thiện, không có ác. Không cần nói những thành tựu khác, tâm trạng của bạn vui sướng biết bao, thật nhiều hạnh phúc. Mỗi ngày nghĩ đến điểm xấu của người khác, nhớ đến oán thù người khác, thì đời này sẽ sống ở trong môi trường cực kỳ tồi tệ. Bạn sống rất đau khổ, sống rất vất vả. Từ đó cho thấy khổ lạc đều ở trong khoảng một niệm của mình. Không phải người khác trao cho bạn, là do ý niệm của chính bạn chuyển biến ra. Hiểu được cái đạo lý này, tại sao không đem ý niệm chuyển thành Phật niệm? Niệm niệm, niệm A-di-đà Phật, niệm niệm, niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Tuy chúng ta chưa đến thế giới cực lạc, nhưng hiện tại chung sống tại thế giới cực lạc rồi. Hiện tại tâm trạng chúng ta đang sống tại thế giới cực lạc, thọ mạng hết rồi, thì đâu có lý nào mà không giảng sanh. Cho nên vạn duyên phải buông bỏ. Cư sĩ Bàn dạy người: nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Không việc gì không phải nói là chúng ta không làm gì cả, là bạn lại hiểu sai ý rồi. Mọi việc đều cứ theo đó mà làm, nhưng trong tâm nhất định không vướng bận. Vô sự là nói tâm vô sự, không phải nói thân vô sự. Thân không có ngăn ngại. Trong Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Những cái gì là chướng ngại vậy? Ở trong tâm, ý niệm là chướng ngại. Du Tịnh Ý ở trong truyện ký nói rằng: lời nói cũng thiện, việc làm cũng thiện, mà ý bất thiện. Cho nên việc làm thiện, lời nói thiện đều không sinh hiệu quả, đều biến thành hư ngụy, là giả, không phải là thật. Nếu như là tâm thiện, ý thiện, đó là chân thiện. Đây là cội nguồn của thiện ác. Táo Thần khuyến khích ông: trước tiên phải giữ tâm tốt, giữ một cái tâm thuần thiện, sau đó tùy thuận tùy sức mà đi làm việc tốt. Sức của bạn có thể làm được thì hãy tận lực mà làm. Khi làm phải làm cho thật sạch sẽ, quyết không cầu quả báo. Hành thiện chỉ vì quả báo là ý của bạn đã bất thiện rồi. Tại sao vậy? Là có điều kiện. Thiện vô điều kiện là chân thiện. Thiện hạnh không cầu quả báo thì quả báo thù thắng nhất. Không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, chẳng cầu mong gì cả, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, có thể xả thân vì người. Sự việc bất kể là khó hay dễ, bất kể là lớn hay nhỏ, phải thật thành khẩn, thật chân thành đi làm.
thật sự sức lực mình không làm được. Không làm được, chúng ta phải có cái tâm tốt này. Cái gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Cái tâm niệm này sẽ có cảm ứng. Cái tâm niệm này thật sự chân thuần thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần đến giúp đỡ bạn. Hay nói cách khác là tăng thêm sức mạnh cho bạn, khiến cho tâm nguyện của bạn có thể viên mãn. Bạn không phải vì bản thân, bạn vì chúng sanh, bạn vì Phật Pháp.